đầu tuần lên sòng cho anh em một chiếc máy nó rất là mạnh mẽ nha. Đây là chiếc Acer Predator Helios 16 2023. Một chiếc máy được sở hữu cho mình con Intel Core i7-13700HX và kèm theo đó là con RTX 1060 Thì đây là một trong số cái chiếc máy có thể nói là mạnh nhất đến thời điểm hiện tại mà mình được test à, Ngoài với những giả con i9 ra thì hiện tại con i7 nó vẫn là một trong số những cái con dòng chip nó rất là mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại luôn Mà lại con dòng HX nữa thì nó sẽ lại mức hiệu năng như thế nào Hãy cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé Ok, trước khi vào phần bài test ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép là liệt kê một chút về phần cấu hình của chiếc máy này. Chúng ta có con Intel Core i7 13700HX 16 x 24 luồng xung nhịp lên tới là 5.0 GHz, RAM 16 GB DDR5 4800 có thể nâng cấp trong tương lai, SSD 512 GB và các đồ họa Intel UHD Graphics. Kèm với đó sẽ là con RTX 4060 8 GB. Đây là một trong số cái cấu hình mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại rồi và mình sẽ hóng chờ về cái phần hiệu năng của nó. Và để hỗ trợ mình trong cái quá trình test và cũng như là hỗ trợ những cái trải nghiệm chơi game của mình thì mình sẽ có một phần màn hình 16 inch với tấm nền IPS LCD độ phân giải là 2.5K. Đây là một màn hình 165 hạt có tỷ lệ khung hình là 16 chia 10 và độ phủ màu 100% RGB và chắc chắn rồi các bạn sẽ có đầy đủ di sinh và vi sinh trên chiếc máy này để các bạn có thể hỗ trợ cho những cái trải nghiệm chơi game được một cách tốt nhất và bây giờ chúng ta cùng đi vào bài test ngày hôm nay nhé như các bạn có thể nhìn thấy thì hiện tại đây là bài test Fermat dành cho con RTX 4060 trên chiếc máy Acer Predator Helios 16 thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có cho mình một cái mức thông số rất là ổn với cả mức tiêu thụ điện năng ở đâu đó rơi vào tầm 140W điện này kèm theo đó chúng ta sẽ có mức nhiệt độ rất là mát nhẹ thì đâu đó sẽ là khoảng tầm 79 độ C thôi. Nó hiện tại chưa chạm mức 80 độ C như là mình dự đoán và kèm theo đó là có mức FPS là 126, 125 FPS. Ở đây là một cái mức thông số nó rất là ổn áp rồi, kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có cái mức nhiệt độ CPU ở mức là khoảng chỉ 60 độ C mà thôi. Và các bạn muốn mình muốn các bạn là nhìn xuống cái phần biểu đồ này thì đây là một cái phần biểu đồ rất là đẹp với cả một chiếc máy được sở hữu cho mình một cái cấu hình kèm theo con Intel nữa, cho nên là mình đánh giá rất cao về khả năng ổn định của chiếc máy này. Tiếp theo sẽ là bài test Cinebench V13, ở đây thì mình cũng vừa mới test xong để tiết kiệm thời gian rồi, đây là con i7-13700HX Và mình cũng đã đo được ra cái phần điện năng tiêu thụ lợi cao nhất của nó, ở đây sẽ là 157W điện các bạn nhé Và với cái mức tiêu thụ điện năng như thế này thì chắc chắn rồi đây là một con chip rất là mạnh mẽ Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây cái điểm số của nó cho ra cũng rất là cao, với điểm đơn nhân ở mức là 1870 điểm và kèm theo đó điểm đa nhân ở mức là 21263 điểm thì rõ ràng là con Intel Core i7 13700HX là một con chip có thể làm được tất cả mọi thứ ở thời điểm hiện tại, bao gồm đồ họa này, 3D hay thậm chí là tất cả các tác vụ liên quan đến đơn nhân hay đa nhân. Thì chiếc máy này nó không hề ngán bất cứ cái tác vụ nào luôn. Như các bạn có thể nhìn thấy thì đây là tựa game Valorant và mình đang setting đồ họa rất cao nha các bạn. Mình đang setting đồ họa ở mức 2K và kèm theo đó là max setting rồi. Không có cái gì để có thể setting cao hơn trên cái chiếc máy này cả. Cho nên là mình thấy đây là một cái trải nghiệm rất là tốt bởi vì cái mức FPS cho ra đâu đó sẽ khoảng tầm gần 400 FPS này. Kèm theo đó là cái con GPU nó chỉ cần tiêu thụ đâu đó sẽ khoảng tầm khoảng 80 đến 90 w điện mà thôi. Thì mình thấy đây là một cái mức setting rất là tuyệt vời luôn đấy, Thật sự như vậy. Và mức nhiệt độ cho ra cũng rất là mát mẻ nữa. chỉ đâu đó sẽ khoảng tầm 60 độ C mà thôi. Cho nên mình đánh giá đây là một trải nghiệm rất đáng tiền này các bạn. Ok, lại một tựa game rất là quen thuộc các bạn đây. Đây là Chess Go và mình đã set video họa lên Max setting rồi và kèm theo đó độ phân giải 25 k hiện tại chúng ta đang tiêu thụ đâu đó rơi khoảng tầm 73 đổi 15 w điện và kèm theo đó sẽ có mức FPS là đạt khoảng 240 FPS trên chiếc máy này chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ có một cái mức nhiệt độ rất là dễ chịu chỉ đâu đó rơi khoảng tầm 54 đến 55 độ C mà thôi rất là tốt với cả một chiếc máy như thế này và thực tế ra mà nói thì cái hệ thống tản nhiệt của chiếc Acer Predator này đã giúp ích rất nhiều cái quá trình tản nhiệt chiếc máy này cho nên là tất cả cái trải nghiệm chơi game của mình đều rất là mo và mượt mà như các bạn có thể nhìn thấy đây là một tựa game rất quen thuộc các bạn Đây là PUBG Battlegrounds Mình hiện tại thì mình đã setting đồ họa ở mức không thể cao hơn rồi ở Độ phân tải 2 k này và kèm theo đó là preset Ultra Thì đây là một cái chiếc máy hoàn toàn có thể chiến tựa game này ở mức max setting nha các bạn Chúng ta đang có mức tiêu thụ điện năng ở ổn định ở mức là khoảng 94 đến khoảng 95 w điện Kèm theo đó là cái mức nhiệt độ rất là mát mẻ Cũng đâu đó chơi được khoảng tầm 66 độ C mà thôi Và chắc chắn rồi cái mức FPS của nó cũng sẽ đảm bảo ở mức là khoảng 150, 145 FPS gì đó để cho các bạn có thể chiến những cái tự game như thế này một cách rất là mượt mà. Kết hợp với cả một màn hình 165 Hz như thế này thì mình không thấy có gì để mà chê cả. Thực sự như vậy luôn. Tất cả những cái thao tác của mình đều rất là mượt mà. Có một cái lưu ý nhẹ cho các bạn là vừa nãy lúc mà nhảy dù thì mình quên mất mình không quay đó chính là khi mà các bạn nhảy dù ấy thì lúc đó cái mức FPS nó sẽ không ổn định lắm. Lúc đó cái mức FPS chỉ đâu đó thôi khoảng tầm 80 đến 100 thôi và kèm theo đó cái mức tiêu thụ điện năng của chúng ta cũng sẽ bị thấp đi trông thấy chỉ đâu đó rơi vào tầm 60 watt điện mà thôi. Cho nên là các bạn hãy lưu ý vấn đề đấy nhá. Nhưng mà khi nhảy dù xuống thì các bạn sẽ không cảm thấy hiện tượng bị drop hay là bị drop lên gì đâu. Rất là mượt mà. Ok và đó tất cả những cái trải nghiệm của mình liên quan đến chiếc Acer Predator Helios 16 2023. Với bạn nghĩ sao với con Intel Core i7 13700HX và kèm theo đó là con RTX 4060 thì đây có phải là một cái mức hiệu năng nó ổn định hay không? Đối với cá nhân mình thì, thì đây là một chiếc máy mạnh này, chắc chắn rồi và thực tế ra mà nói thì những cái dòng Acer Predator luôn luôn có phần tản nhiệt rất là tốt cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào những cái trải nghiệm chơi game của các bạn nó vừa mát mẻ nó vừa mạnh mẽ cho nên là mình không có vấn đề gì để chơi ở đây cả cái việc mà các bạn cần đong đếm ở đây đó chính là với một cái cấu hình như thế này các bạn sẽ phải chạm trả với đối thủ nào hay thôi không còn nếu như là các bạn đã thích chiếc Acer Predator này rồi thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới cho các bạn có thể tham khảo thêm cũng như là đặt mua tại trung trần vn hiện tại nó có mức giá thì tốt nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhớ like subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai nhé